Rồi, đầu tiên em xin phép mọi người một trong 2 phút thôi. Tại vì là nhiều bác vẫn xem kênh của em cứ ngày nọ thì lại xem ra ngày kia và không biết lên em lên video vào cái thời điểm nào ấy. Thì bằng cách là mọi người đánh cái vào cái điện thoại của mọi người, smartphone mọi người người đánh Lê Tiến Cường đây thì sẽ ra kênh của em là ảnh avatar hai vợ chồng đang cưới lúc cưới đây. Đấy, nhờ mọi người bấm cho em nút đăng ký kênh này. Đấy, bấm vào nút chuông này, chọn cái chỗ biểu tượng tất cả thì nó gọi là một cái thao tác để đăng ký hoàn chỉnh cái kênh của em. Và mỗi một video thì em sẽ đính kèm vào cái số điện thoại ở dưới đây ạ. Và số điện thoại ở dưới và em có ghi ngày này. Nhiều bác cứ chọn không biết tìm nào thì mọi người cứ đánh vào đấy này, ngày 21 tháng 2 này. Đấy là em sẽ lên một video rồi và tiếp em lại ngày 20 tháng 2 này, đã có nghĩa ngày nào em lên đều. Nhiều bác thì bảo là sao em lại xóa video không bao giờ, nhưng video em từ trước giờ là cứ ngày nào có một video, trừ khi những ngày chúng em bận thì chúng em sẽ không lên. Rất mong là cô chú toàn thể gia đình mình xem, thì mọi người dành cho em 1 giây để, tại vì muốn mua được hàng quen biết thì mọi người đăng ký cái kênh để khi chúng em lên video thì mọi người có thể nắm bắt được luôn và sưu tầm được những cái giò lan nó ngay lúc đấy, thì cực kỳ là tuyệt vời nhé cả nhà nhé. Rất cảm ơn mọi người, rất cảm ơn cô chú toàn thể gia đình, chúc toàn thể gia đình mình một ngày mới thật là an lành và hạnh phúc nhé. Thời tiết thì hôm nay là lạnh quá, em phải mang vào nhà cả nhà, lạnh quá phải mang vào nhà quay. Thời tiết mới hôm nay rất lạnh, có thấy quay trên mạng còn ở Sapa các thứ nó còn có tuyết rồi, trong Sìn Hồ trên em là nó giờ tầm 1 độ ấy cả nhà nhá. Rồi em mời mọi người qua chi tiết từng đơn nhé cả nhà nhá. Rồi đây là hoàng thảo kèn nhé cả nhà nhá, hình số 38. Đây là những cái cây hoàng thảo kèn, nói chung là nó đang rất nhiều nụ này. Đấy, cây nó ra hoàng thảo kèn nó rất sai hoa, nó sai hoa và nó dễ ra hoa, nên ra là cây nhỏ nó vẫn có thể ra nụ nhé cả nhà. Có hai thân, đều có hai thân có nụ, nhưng mà có nghĩa là cây nó nhỏ và cây nó yếu, thì coi như là mấy cái cây có 4 cái cây này thì em sẽ bán, là gọi là bán chia sẻ cho mọi người về mọi người làm giống nhé cả nhà nhá. Gọi là dường như là gọi là giá giá hữu nghị thanh lý ấy. Hình số 38. 100.000 hình số 38, 100.000 hoàng thảo kèn nhé. Mầm gốc thì đang lên nhé, cả mầm gốc đang lên, mọi người về cố gắng chăm để lấy giống nhé cả nhà nhá. 100.000. Hoàng thảo kèn toàn bộ là cũng đang nụ nhé cả nhà nhé. Đấy, đang nụ nhé cả nhà nhá. 100.000. Hình số 37 cũng 100.000. Gọi là bán giống cho mọi người. Cây vừa về ngắm hoa vừa kích kỳ và phun kích kỳ để xem là có kích kỳ nào mọi người về mình, mọi người chờ chăm lên năm sau nhé cả nhà nhé. 100.000 hình số 37. Hình số 30 cũng 100.000, hình số 30 cũng 100.000, có hai thân nhỏ nhỏ thế đấy. Mắt gốc các thứ thì có đang lên, đang nứt bắt đầu lên nhé, vẫn có nụ về ngắm hoa luôn cả nhà nhé, có nụ về ngắm hoa 100.000 hai cái thân. 100.000 hình số 39, có 4 giò. Có 4 giò bán hữu nghị cho mọi người 100.000 nhé cả nhà nhé. Đấy, 100.000. Kỳ. Rồi em mời mọi người ngắm cái mặt bông kim điệp xuân thực tế nhé. Gọi là một cái màu hoa rất là lộc lá, vàng chóe cực kỳ là đẹp nhé. Có loại này nó nằm trong những cái gọi là mấy cái giò lan combo em hay bán đấy, kim điệp xuân. Hình số 33 150.000. Đây, đang nụ nhé cả nhà nhé. Đang nụ để cô chú mọi người về chơi nhá. Đấy, cây ổn định ngon lành, chờ mầm gốc và chờ rễ ra nhé cả nhà nhá. Đấy, có 150.000. Hôm nay là có những cái giò nhỏ nhỏ hơn cả nhà nhá. Đấy, em bảo rồi, mua đi, mua cho em, không phải ấy, có nghĩa là không phải là cái gì tư vấn được cho mọi người thì em tư vấn, mua thời điểm này rất hợp lý nhé cả nhà nhá. Hình số 4 cũng 105.000, hình số 4 105.000 kim điệp xuân nhé cả nhà nhá. Giá báo gọi là trên em gọi là giá báo, còn theo đúng tên gọi bình thường thì người ta gọi là cẩm báo nhé cả nhà nhé, cẩm báo. Hình số 128 105.000, hình số 28 105.000 đang có nụ nhé cả nhà nhé. Đấy, đang có nụ nhé cả nhà nhá. Hoa thì nó mùi thơm thơm hoa chanh và nó rất là bền bền, hoa nó rơi vào tầm tháng trời, riêng thằng này thì nó dòng lan rừng nó bền nhất. Hôm nay em vừa tiêm mũi 3 xong đấy, ra là người nó cũng không được khỏe lắm, nó yếu yếu ấy. Hôm nay vừa tiêm mũi 3 nhé cả nhà nhá. Kim điệp nhựa
Nụ nhé cả nhà nhé, cái loại này thì hoa cũng màu vàng, do nhìn nó rất giống hoa nhựa. Nếu bác nào không chơi lan thì mọi người nhìn cứ tưởng nó là một bông hoa nhựa chứ không hoa giả nhé cả nhà nhé. Hoa cực kỳ là bền. Hình số 23, hình số 23 180.000, hình số 23 180.000. Cực kỳ đẹp nhé cả nhà nhé. 180.000. Sơn Thủy Tiên. Ôi dồi ôi, nghe cái tên thì nó đã mỹ miều rồi mà em phải bảo mọi người, em tư vấn mọi người mua cái loại này. Nếu bác nào mới chơi thì mua cái loại này, nó vừa dễ thuần, nó cực kỳ dễ, cũng như nhiều khi là vút vút bỏ không, nó còn sống, nó còn ra hoa quanh năm ngày tháng nhá. Em mời mọi người ngắm mặt bông này. Đây là một cái mặt bông một chậu Sơn Thủy Tiên này, nhìn phê chưa cả nhà. Đấy, cái giả hành nó thì nó cực kỳ là rắn chắc, nó mập mạp, nên ra là cái dòng lan cực kỳ là dễ thuần, dễ chơi và nó ra hoa thì thôi. Và đang nụ nhé cả nhà nhé, đang nụ cả nhà nhé. Sơn Thủy Tiên có một giò duy nhất, cực kỳ là đẹp. Hình số 25 220.000, hình số 25 220.000 đang nước nụ nhé cả nhà nhá. Đó, rơi hoa rơi vào tầm tháng cuối tháng 4 đầu tháng 5 nhé cả nhà nhá. Cuối tháng 4 đầu tháng 5, Sơn Thủy Tiên. Sơn Thủy Tiên Mường Tè Lai Châu nhé cả nhà nhá. 220.000. Đây, có cái giò này thì em phải nói thật với mọi người, nó là long tu đá của Sìn Hồ Lai Châu. Nó nguyên một rể. Và em đếm mọi thân tơ thì không biết bao nhiêu thân tơ. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 10. Đây, đang nứt nụ này nhá. Đấy, đang nứt nụ hết thế này nhá. Đấy, đang nụ to này là bằng hạt gạo rồi nhá. Tất cả những cái thân này, thân tơ hết này. Tại vì nó nguyên một rề nhá. Nguyên một rề, em phải nói cho mọi người biết để mọi người hiểu này. Nói thật ra là cái này là lúc em mua gọi là thích quá, mà cái giống long tu đá Sìn Hồ Lai Châu này thì hiếm, em mua thì cũng đắt rồi. Lúc mua nó rơi vào tầm 400 nguyên một cái dề này. Em đấy là em vẫn đưa lên, còn mọi người cân đối nha. Bác nào mà yêu thích lắm thì mọi người mua, còn với cái giá như thế là cực kỳ là mà cũng không có để mua đấy. Thì đâm ra là em mua về chơi, nhưng mà hôm nay rồi em lại mang vào chia sẻ cho mọi người, mầm vóc cái thứ lên, nay mai mọi người chăm lên thì nó cực kỳ đẹp. Thì hôm nay em mang vào bán cho mọi người là 450.000, gọi là em cồng gia thể các thứ này, còn nguyên rể nhé, 450.000. Long tu đá Sìn Hồ Lai Châu nhá. Hình số 27 450.000, hình số 27 450.000. Rất nhiều thân tơ, cực tất thân tơ nhé. Em mời mọi người ngắm mặt bông, tại vì sao nó lại đắt và nó hiếm như thế này này. Đây là mặt bông của long tu đá Sìn Hồ, và khi mọi người search mọi người phải ghi long tu đá Sìn Hồ Lai Châu này. Đấy, thì nó đặc trưng ở trên Lai Châu, cái dòng này cực kỳ là hiếm. Nó đậm đẹp, nó trùng đậm cực kỳ, và nói chung cái thằng này đẹp, cực kỳ là đẹp nhé cả nhà. Tại vì sao, là có nghĩa là em mua về mới đầu để mua về để chơi thôi, nên ra là mua với giá nó hơi cao nên mọi người cân đối, chứ không phải em bán đắt cho mọi người nhé cả nhà nhé. Nên bác nào thích lắm thì mọi người mua, tại vì cái giò đấy nó rơi vào cũng gần 20 thân, gần gần phải tầm, nếu tính tất cũng phải tầm 20 thân thân hoa, và đang nụ bằng cái hạt gạo ở cả nhà nhé. Nên nó rất đẹp, mọi người mua về chủ yếu để làm giống, để nhân giống, tại vì cái thằng này nó ít như cả nhà nhé, nên mọi người cân nhắc cho em nhé. Quế tím, quế tím có một giò duy nhất thôi. Hình số 47 100.000, hình số 47 100.000 nhé, quế tím nhé. Đấy, nhiều nhiều cái đơn nhỏ nhỏ thì các bác cô chú toàn thể gia đình mình nhớ là xem nào là mua ghép đơn giúp em nhé, ghép đơn giúp em để cho đỡ công tiền cước với hai chúng em đóng hàng cái thứ nó bỏ. Nhiều khi là tiền hộ bây giờ 7.000 một cân, 7.000 một cân bìa, còn đóng vào thùng xốp nó rơi vào tầm 50.000 một cái hộp xốp với cả nhà. Hôm nay em đi tiêm Covid tầm ra này. Đây, cây thì cực kỳ đẹp nhá. Bạch nhạn, chắc mọi người ít bác cũng có, ít bác biết và ít bác chơi đến cái loại này. Bạch nhạn như cả nhà nhá. Hình số 19 180.000, hình số 19 180.000. Cây thì tươi, rồi giói nhá cả nhà nhá. Trồng chờ bộ rễ nó ra thôi cả nhà. 180.000, hình số 39. Hình số 19 180.000, hình số 19 180.000. Toàn cây lá chỉ thiên, cây lá đẹp nhé cả nhà nhé. Thường thì bạch nhạn thì người ta sẽ trồng lũa lên và đặt và cho theo cái mỗi một khúc lũa chỉ tầm 2-3 cây để đặt theo kiểu tiểu thế, dáng thế cực kỳ là đẹp. Hình số 20 180.000, hình số 20 180.000. Và cô chú toàn thể gia đình mình nhớ xem nhé. Xem thì dành tặng cho em xin một nút like và
Em thì hay giới thiệu kỹ cả, đơn ra là video nó hơi dài, mọi người cố gắng xem cho kỹ nhé. Hình số mỗi tour, hình số 13, 105.000 Hoàng Thảo mỗi tour cho hoa vào cuối tháng 4, cực kỳ là đẹp nha. Hoàng Thảo mỗi tour, hoa màu vàng chóe luôn, cực kỳ đẹp. Đùi gà tròn thì quá hot rồi, quá hot rồi cả nhà. Hình số 34, 200.000, lò này thì thuần, ngon lành, cành đào, khỏe khoắn và đang nụ như cả nhà nhé. Thuần rồi cả nhà nhé, đang nụ cả nhà ơi, đang nụ rất nhiều nụ để cho các cô chú toàn thể chơi nhé. Nụ bây giờ nó gai hết này rồi, một loại rất hit hot nhé. Đùi gà tròn Lai Châu, hình số 34, 200.000, hình số 34, 200.000, đùi gà tròn Lai Châu. Các bác là cứ xem thôi, xem thì ủng hộ em, hợp nhãn giò nào thì mua, và không thì mọi người like cho em cái nhé. Hoàng Thảo Xoắn, Hoàng Thảo Xoắn thì cũng là cực kỳ là đắt nha cả nhà nhé. Hình số 24, 500.000, hình số 24, 500.000, Hoàng Thảo Xoắn nhé. Em mời mọi người ngắm mặt bông cái Hoàng Thảo Xoắn này. Đấy, mọi người đi các like xem có like nào bán được Hoàng Thảo Xoắn có mấy đâu. Hoàng Thảo Xoắn nhé cả nhà nhé, em mời mọi người ngắm mặt bông. Đây, mọi người thấy có xứng đáng để sưu tầm và xứng đáng với cái giá như thế không? Hoa nó rất hay, nó lạ, nó độc, nó lạ, nó rất đẹp. Nó xoắn tít, lá cánh xoắn nhé, nhà nhá. Hôm nay em tiêm Covid, đâm ra người nó cứ ngây ngấy, đâm ra là hơi mệt, ngấy sốt ấy. Đùi gà tròn Lai Châu, những cái giò này thì thôi, bác nào mà có điều kiện một tí thì mua, còn các bác nếu mà muốn chỉ sưu tầm thôi thì mua những cái giò nhỏ nhá. Ly mít nụ, tất nụ mà một cái tràng này mà ra nó một nghiêng một cái chậu này ra nụ thì cực kỳ là phê rồi. Không biết bao nhiêu nụ đâu cô chú anh chị em nhá. Đấy, nó nhiều lắm, nó ẩn nấp ở trong còn đầy nhé cả nhà nhá. Hình số 29, 500.000, đùi gà tròn Lai Châu, về cứ thế việc treo thôi. Đó, có cái bắt đầu nó ra dễ phun dễ ầm ầm đấy thôi. Em cứ vào đúng vụ thì chả có gì mà đi đâu mà thiệt, đi đâu mà sợ cả. Mầm gốc bắt đầu đang lên đây, chả có gì thiệt. 500.000 nha, xứng đáng đồng tiền bát gạo nha. Hình số 29, 500.000. Các bác mua đâu thế, mọi người cũng phải nên hiểu một câu, cũng như là mua gì cũng vậy, gọi là tiền nào của đấy nha cả nhà nha. Tiền to thì mình mua giò to, tiền nhỏ mọi người mua giò nhỏ nha. Đi mít nụ nha, đấy, chàng nụ nha, hai giò hai anh em sinh đôi nha. Hình số 30 cũng 500.000, hình số 30, 500.000, đùi gà tròn Lai Châu. Đấy, không nhận những cái giò này, không mua được những cái giò này thì nó thực sự các bác về mọi người chỉ cần đây, mà gốc bắt đầu em phun rồi đây, để limit nha, để limit ở dưới một gốc nó 3-4 mầm nó lên nha, quá khỏe. Chỉ có tầm một tầm mấy tháng nữa thì nhìn cái giò nó vật vã luôn. Tiếp tục đùi gà tròn Lai Châu, một cái từ khóa đang hot và hit nhé cả nhà nhé, đang hot và hit. Hình số 31, 205.000, hình số 31, 205.000, mà gốc đang phi đây. Có gì em vẫn nói thật và khuyên thật với mọi người, 205.000 đùi gà tròn Lai Châu, thời điểm này không mua gà để thuần thì không có thời điểm nào phù hợp hơn nữa. Đùi gà tròn Lai Châu, hình số 32, 180.000, hình số 32, 180.000, đùi gà tròn Lai Châu. 180.000, hình số 32, 180.000. Thời điểm này không mua, không có cái thời điểm nào tốt hơn. Đùi gà tròn Lai Châu, hình số 33, 180.000, hình số 33, 180.000. Cái này, những cái này thịt là thuần rồi cả nhà nhé. Nụ này, vẫn còn giữ lá nhé cả nhà nhé. 180.000, hình số 33, 180.000. Đến cuối video sẽ có những cái giò cực kỳ là đặc biệt và dành cho các bác có gọi là chơi lâu, biết về lan và hiểu cái những cái giò nó có giá trị thì bắt đầu giá nó ra sao nhé cả nhà nhé. Hoàng Thảo mỗi tua, hình số 14, 105.000, hình số 14, 105.000, Hoàng Thảo mỗi tua nhé cả nhà nhé. Hoàng Thảo u lôi, gọi là còn những cái giò giống cho các cô chú anh chị em mình sưu tầm nhân giống thôi cả nhà nhé, về ngắm hoa nhân giống thôi. Hình số 4, 105.000, hình số 4, 105.000, Hoàng Thảo u lồi nhá. Cái loại u lồi gọi là Hoàng Thảo ngũ tinh ấy. Hình số 1 cũng 105.000, hình số 1, 105.000. Có còn 4 giò đấy cả nhà nhá, 105.000. Có nụ hết để mọi người về giống và nhân để chơi nhá. Hoàng Thảo ngũ tinh, hình số 3 cũng 105.000, hình số 3 cũng 105.000, Hoàng Thảo ngũ tinh nhá. Cực kỳ là đẹp.
Thế con cứ đi ra đi vào đấy Phong, không biết bố đang làm à? Đấy lại mở cửa bố lại lạnh rồi. Hình số 2, hình số 2 cũng 150.000 hoàng thảo u lồi, hoàng thảo u tinh nhé cả nhà nhá. 150.000. Chồn Lai Châu, hình số 5 cũng 150.000 chồn Lai Châu nhé. Dáng hương đuôi chồn, dáng hương đuôi chồn nhé, 150.000. Hình số 5. Hình số 6 cũng 150.000 dáng hương đuôi chồn nhé cả nhà nhá. Cây thì ở trong giường cực kỳ khỏe vì bắt mặt hoa sổ số nhé cả nhà nhá. À, bắt đầu là đang nứt nụ này. Đấy, có cái bắt đầu nụ. Thâm ra là các loại lan nó rơi vào tầng tháng 4 bắt đầu nhiều hoa lắm. Ao ngắm nhé cả nhà nhé. Và mua những cái thời điểm bây giờ là hợp lý để mọi người về vừa thuần vừa được ngắm hoa trọn vẹn nhé. Hình số 7 cũng 150.000 chồn Lai Châu. Chồn Lai Châu nhé cả nhà nhé. Hình số 8 200.000 chồn Lai Châu. Hình số 8 200.000 dáng hương đôi chồn nhé, chồn Lai Châu. Cô chú anh chị em thử đi các like tham khảo thêm nhé, xem đâu có bán giá nó hợp lý hơn em không. Hình số 18 kiều vàng Lai Châu. Kiều vàng Lai Châu 180.000, kiều vàng Lai Châu nhé, 180.000. Cực kỳ là đẹp nhá. Miễn bàn, miễn chê, miễn bình luận luôn đấy. Kiều vàng Lai Châu, hình số 15 180.000, hình số 15 180.000. Có cái thì bắt đầu nó đang bắt đầu là nhú rễ để nó phun mùi cả nhà nhá. Cây thì ổn định quá rồi, cứ thế này về chăm theo đúng cái công thức của em thôi. Bây giờ như này mình đi đâu mua. Hình số 16 180.000, nó thật đi mua xỉ cũng không có nhé cả nhà nhé. Cả nhà các mọi người xem đến thời điểm này mọi người dành cho em một nút like nhá. Hình số 17 cũng 180.000 kiều vàng Lai Châu. Kiều vàng Lai Châu nhé cả nhà nhá, 180.000. Toàn bộ xuất xứ ở Mường Tè. Năm cánh trắng đây, năm cánh trắng yêu thương đây. Hoàng thảo ý ngọc nhé cả nhà nhé. Hoa thì nói chung quá phê luôn. Và cách trồng thì em trồng như này, khi nó ra hoa nó thành một cái dải, nó thác thân dài nó đều nhau như này, cực kỳ là đẹp nhé. Hoàng thảo ý ngọc hình số 35. Hình số 35 hình số 35 250.000, hình số 35 250.000. Ghép này cực kỳ là đẹp nhé. Mọi người thử về đến lúc ra hoa mọi người chụp ảnh lại gửi cho em xem hình phê làm sao lại tiếp tục chơi. Mầm gốc đăng lên cực kỳ là xanh đẹp nhé. Mầm gốc bắt đầu đăng lên. Hình số 36 cũng 250.000, hình số 36 250.000. Có hai giò thôi, có hai giò cả nhà nhé. Bác nào xem thì dành tặng cho em một nút like, một nút chia sẻ. Kiều tím lại kiều tím, quên lại cứ giới thiệu Lai Châu. Kiều tím nhé cả nhà nhé. Một loại thì nó giá nó cực kỳ là đắt. Nguyên một rể này cả nhà nhé. Về kích phun cho em kiji xanh vào. Kiji xanh để còn mắt nào nó lên để nhanh to cái giỏ lan nhé. Hình số 46 250.000 kiều tím. Hình số 46 250.000. Giỏ này thì quá đẹp, lá là tai lá mít. To, vật vã bằng 4 đầu ngón tay, bằng 4 ngón tay nhé cả nhà nhé. Kiều tím ra hoa thì cực kỳ phê, có hai rể. Hình số 44 600.000, hình số 44 600.000. Những cái loại này thì bác nào chơi và có điều kiện một chút thì sưu tầm nhé cả nhà nhé. Còn bác nào mà chưa chăm được với hai là điều kiện nó eo hẹp một tí thì mọi người chọn cái giò nhỏ nhé cả nhà nhé. 600.000, hình số 44 600.000 kiều tím. Phi điệp vàng hình số 12 150.000, phi điệp vàng nhé cả nhà nhé. Hoa thì vàng chóe, một loại treo bờ rào, thường người ta sẽ treo ban công những thứ để cho xanh vườn và nó đẹp nhé cả nhà nhé. Khi ra hoa cực kỳ đẹp phê. Hình số 12 150.000, loại này thì nó rẻ. Thường thì tất cả các bác mới chơi thường thì các mọi người hay chọn cái thằng phi điệp vàng để chơi này cả nhà, vừa rẻ ngon bổ rẻ thuần của người dân nhé, cực kỳ là khỏe. Hình số 10 150.000, hình số 10 cũng 150.000 phi điệp vàng nhé cả nhà. Cái loại này mà chăm tốt các thứ thì nó phải rơi vào tầm mét, có cái thân nó rơi vào tầm gần 2 mét nếu mà chăm mà tốt nhé, còn mét là chuyện bình thường nhé cả nhà nhé. Phi điệp vàng hình số
ba có 105.000, trong ba có 105.000 phi đề vàng nhé, kỳ các thứ mọc rất nhiều, khỏe. Phi đề vàng 105.000, hình số 3, à hình số 9 nhá. Hình số 9 105.000, hình số 9 105.000. Phi đề vàng hình số 11 cũng 105.000, hình số 11 105.000. Về chăm tốt cho em, treo ở chỗ ban công nhà mình ấy, cho ăn mưa ăn nắng thoải mái đi, tại vì nó thuần nó khỏe rồi, cho ăn mưa ăn nắng thoải mái nhé cả nhà nhé. Kim Điệp Xuân nguyên một dề nhé, cái này thì nguyên một dề nhé, cực kỳ là khỏe. Hình số 26 108.000, hình số 26 108.000 đang nụ nhé cả nhà nhé, về ngắm nụ ngắm hoa cho em nhé. Thuần thì nay mai nó nguyên một dề thì bao giờ nó sẽ đắt hơn, tại vì là nó sẽ nở hoa thì nó sẽ nở hoa đồng loạt, nở hoa đồng loạt thì nó nhìn giòn lan nó ưng hơn với cả nhà nhé. Không những cái kia thì có thể là hôm trưa hôm nay thì nó nở bông này, mai lại nở bông khác. 180.000 hình sơ sai 26, 180.000. Giáng hương tam bảo sắc hình số 45, 105.000, hình số 45. Mọi người ơi, hôm nay có bác cái thắc mắc là tại sao những cái giò to mà cũng có 105.000 mà cây của anh có 3 cây thì cũng 105.000. Nhưng mọi người mua thì mọi người phải lưu ý. Ví dụ những cái dòng lá xếp của rụt, hoặc dòng lá xếp lá chỉ thiên ấy, thì mua nó đã đắt rồi cả nhà nhé. Còn ví dụ những cái dòng lá lướt lá dài thì có thể những cái giò to vật ra cũng chỉ có 150.000 thôi. Còn những cái giò này có thể 2 cây đến 3 cây thì cũng đã 150.000. Và có những cái cây đẹp của nó rơi vào tầm 500.000, 700.000 đến 1 triệu là chuyện bình thường cả nhà nhé. Mua loại gì cũng có cái loại đắt và loại rẻ như cả nhà nhé. Cùng một loại đấy, cũng cùng một dáng hương tam bảo sắc ấy, nhưng mà nó thuộc dòng lá xếp, lá chỉ thiên, lá cổ rụt, xếp cổ rụt sau là bản lá to, bản lá dày. Đấy, mọi người đánh giá giò lan đẹp nó nhiều khía cạnh. Hình số 45 150.000, hình số 45 150.000. Đùi gà dẹt đang ngủ nhé cả nhà nhá. Hình số 43 130.000, hình số 43 130.000. Vừa bán vừa chơi, vừa giao lưu mọi người. Gần đây giống được mua bán 130.000, mọi người biết là em lãi nào rồi đúng không ạ? Kiếm hình số 42 205.000. Đây là kiếm xanh Huế nhé cả nhà nhé. Rồi, nhìn phê không? Nhìn. Có 3 măng ở cả nhà nhé, 3 măng ở, một mẹ và hai con này. Đấy. Cái đời chơi tiểu cảnh cực kỳ đẹp, về cho vào cái chơi kiếm nó có rất nhiều cái hay, mà kiếm có mọi người biết là xanh Huế này với Phan Chí nổi tiếng rồi, có mới tép của nó hàng trăm triệu, nếu mà nó dòng thuộc dòng đột biến, biết nó là đột biến thì nó sẽ là hàng 50-60 triệu một tép, 20-30 triệu một mắt đấy cả nhà nhé. Phan Chí xanh đây, xanh Huế nhé, xanh Huế là hình số 42 105.000. Cái đây là cái kiếm này là người ta gieo hạt nhé cả nhà nhé, gieo hạt có người ta lấy cái quả của cái kiếm Phan Chí với xanh Huế là khi nó đột biến ấy, người ta lấy quả bắt đầu là người ta gieo lên thì nó ra những cái cây như này, coi như là cũng là thuộc dòng sổ số nhé cả nhà nhé, sổ số nhé cả nhà nhé. Hình số 42 205.000, hình số 42 250.000. Phan Chí có hai giò thôi cả nhà, Phan Chí hình số hai giò đẹp nhất em chọn cho mọi người, hình số 41 205.000, hình số 41 250.000. Kiếm Phan Chí nhé. Tại sao em phải gọi Phan Chí? Tại vì nó gieo hạt, nó lấy từ cái cây Phan Chí, quả từ cái cây kiếm Phan Chí nó có quả thì mọi người ta gieo, nhưng mà trong cái quả đấy thì nó hàng có hàng mấy vạn những cái hạt, đơn ra là nó cũng thuộc dòng sổ số nhé cả nhà nhé. 250.000 hình số 41 250.000 kiếm Phan Chí. Trước khi quay để làm kiểu ảnh đó cả nhà. Cực phê, cáo nhé cả nhà nhá. Cái giò này thì bác nào chơi thì mọi người về làm giò chấn vườn cho em, nó có 1 này, 2, 3, 4, 5, 6 cây, có 2 cây to này, 3 cây to, còn 2 con các thứ ở dưới nhé. Cáo nhé cả nhà nhá. Cái giò này thì bác nào thiện tình lấy thì
thì alo vợ em báo giá cho, báo giá trên này thì nhiều khi các bác không hiểu thì tại sao lại cái giò lan nó đắt thế, các bác lại nói thì nó cũng không hay. Thực ra này em cái quan điểm từ trước giờ em bán hàng như thế rồi, cả mọi người thông cảm nhá. Nhiều bác là rất nhiều lần em đưa những cái giò to lên mọi người, các bác mới chơi vào không hiểu là cái giò lan mới triệu, mới gần này triệu người ta lại nói vào cái video mình không thích ấy. Còn bác nào mua về để chấn vườn và ấy thì mọi người ấy nha, mọi người alo trực tiếp lên báo giá cho nhé. Rồi em mời mọi người đến cái món này này, cái món này là còn một giò duy nhất và em vẫn khuyên mọi người đến Tết là chơi và bây giờ vẫn đang ngắm hoa nhé. Hôm nay em bán lại cho mọi người để mọi người vừa chơi chơi hoa, nếu nó rơi vào tầm nếu mà chơi hết hoa nó phải rơi vào tầm tháng tháng tư tháng năm, tháng tư tháng năm vậy. À, tầm tháng 4 tháng 5 ấy, vào nhất là mọi người về nhân giống chia sẻ ra nhé cả nhà nhé, em mời mọi người. Đây cả nhà ơi, tại sao Tết em vẫn hay suốt ngày bán những cái thằng này đây. Đây là hoa nó nở muộn nhé cả nhà nhé, đấy mọi người nhìn thấy sướng không? Hoa nở muộn này, đấy, bây giờ vẫn đang nụ này. Đấy. Đáng nhẽ ra là nó phải nở được vào ngày Tết nhưng mà bây giờ nó nở muộn, bây giờ nó mới bắt đầu nó hé này, có những cái bắt đầu hé ngày hôm nay hé. Nên ra này em vừa bán cho mọi người để mọi người người chơi đến tầm tháng tư tầm tháng ba tầm tháng tư nhé cả nhà nhé, thì sau là mọi người có thể một cái giò này mọi người xẻ ra tầm thành chục hơn chục chậu cũng được để mọi người nhân giống để năm sau để tiếp tục có cái giò lan để chơi cả nhà nhé. Và em chia sẻ cái giò này gọi là điện lan Trần Mộng này cho mọi người và ưu tiên bác nào ở dưới Hà Nội nhé, về cái cứ thế là ngắm hoa luôn và phải phải hết tháng tư thì nó mới có khi nó mới tản. Đây có những bông bây giờ vẫn chưa nở đây, bắt đầu bây giờ vẫn đang hé đây. Đấy. Có những bông bắt đầu mai ngày kia hé đây, mai ngày kia hé đây. Đấy. Cực kỳ là đẹp nhé, giò này thì mỹ mãn nhé, về chơi sướng cực kỳ luôn. À, em chia sẻ giống chậu này cho mọi người là mọi người biết bao nhiêu không? 600 nghìn nhé, 600 nghìn em chia sẻ giống cho mọi người, còn bác nào nhanh tay thì được giò này nhé cả nhà nhé, tuyệt vời về nhân giống cho em nhé. Rồi em cảm ơn mọi người, chúc toàn thể gia đình mình một buổi tối ăn bữa cơm thật là ngon miệng nhé, em xin chào cả nhà.